Tiếp theo mình sẽ thực hành tiếp cái phần menu. Thì menu ở đây nó có menu ở đây ở trong Progress nó chỉ là một cái liên kết thôi. Liên kết, ví dụ menu liên kết là lúc trước đây nó sẽ dẫn tới trang chủ, điểm khác biệt, là dẫn vô cái trang điểm khác biệt, đăng ký, trung tâm, giáo khoa học, thì đó tin tức sự kiện thì dẫn vô cái mục tin tức sự kiện, liên hệ thì dẫn vô cái trang liên hệ, rồi lít vô liên hệ đi, thì sẽ dẫn vô trang liên hệ, rồi lít vô tin tức sự kiện thì sẽ dẫn vô cái trang tin tức sự kiện, đó, đây, cái menu. Để làm được menu đó, thì mình phải đầu tiên phải đăng nhập vào quản trị, đăng nhập vào trang quản trị đây, vào vô. Menu thực chất là một cái liên kết thôi, đây menu, quản lý menu vô đây, nha. Đó. Ví dụ ví dụ đây, tôi coi là main menu, đây, mình có những cái menu có sẵn nha. Rồi là menu footer menu là menu ở dưới, thì mỗi cái này là một cái nhóm, nó chứa nhiều cái liên kết trong đó. Mỗi liên kết là dẫn tới một cái chuyên mục khác nhau, dẫn vô bay, dẫn vô một cái mục nào đó mà lưu trữ trong website của mình đó. Thì menu ở đây mình đây ở bên có chia làm hai cột ha, nhớ chia làm hai cột. Cột bên phải là hiển thị những cái menu, cột bên trái là những cái nội dung bỏ qua, giống như là nội dung bị bay là các trang, Bot là về tin tức, custom link là liên kết bên ngoài, giống như muốn liên kết về trang Google hoặc trang nhân trí, hoặc là category là chuyên mục của ai, chuyên mục của tin tức hoặc chuyên mục của Bot. Muốn thêm nữa thì sổ này ra, muốn thêm ví dụ thêm là product category là danh mục sản phẩm, bấm chọn đây thì đây ra thêm một cái là product category là link qua những cái danh mục sản phẩm nó link qua đây, đó là cấu trúc của đây vậy. Trước khi làm menu mình đòi hỏi phải chuẩn bị những dữ liệu này trước. Ở đây mình muốn là đây có thêm mấy cái điểm khác biệt, cái đăng ký học miễn phí, trung tâm gì đó, thì mình phải tạo ra mấy cái này trước rồi mình mới vô menu mình gọi ra. Rồi thì cái tổng quan cái menu đó là cái chia hai cột, một cột bên đây là menu nè, các liên kết, cột bên đây là các dữ liệu mình muốn cái site nào mình cần mình add qua thôi, site nào add qua thôi đó. Hết rồi, menu đây, menu có nhiều ra cho các bạn dễ thấy. Đó, menu. Ở ví dụ mình muốn, nó có menu dạng mega menu, hay dạng mega menu vậy thì mình phải phân cấp như thế nào? Phân làm 3 cấp. Đó, 1. 1 2 3. Không? Và tiếp 1 2. 2, đó, thì phân làm 3 cấp như vậy thì nó ra cái dạng là mega menu. Còn muốn ra dạng là menu và sub menu là dạng sub menu thì mình chia thành hai cấp, muốn cái cấp mà kéo ra kéo vô thôi, kéo ra kéo vô thì thôi rồi ra cấp rồi xong mình sale lại đó. Rồi muốn nằm vị trí nào á thì mình check dưới đây main menu là nó nằm vị trí main menu. Bởi vì menu này nằm ở đâu á, ở trong header mình có mình mà lôi, nằm mấy này, nằm mấy kia, nằm mấy khu ô nào trong header mình nói. Nằm trong ở vị trí footer menu là ở dưới, top 3 menu hay là menu menu account menu. Vị trí chỗ này là mình cho menu ở nằm ở vị trí nào. Đó. Thì cái vị trí này ảnh hưởng ở phần header đó. Đây tôi sẽ quay vô header cho các bạn thấy luôn. Vô phần thêm option header, header đây mình nói ừ ngay đây là gọi menu ra cho tôi. Thì khi mình trong đây mình menu mình làm check vô menu là những cái này nè, những cái này mình đang tạo menu nè, tạo đường link liên kết nè, tạo rồi sub menu rồi cha con rồi đó, thì ngay chỗ vị trí này mình định nghĩa mình gọi thì nó sẽ ra ngay đây kế bên cái logo đúng không nè. Ví dụ mình không muốn đó, mình muốn xuống đây thì mình lâu đây thì ngay đây video này không có đúng không? Đó sao vậy, nó liên kết với nhau vậy. Thì muốn sửa được cái nội dung bên trong cái menu này thì ở đây đâu sửa được đâu, ở đây mình chỉ
nói là menu nằm đây thôi chứ không có sửa được, muốn sửa thì phải vô phòng quản lý menu của nó sửa. Quản lý menu đó, những cái liên kết này liên kết tới nội dung ở đâu á, nội dung bay hay nội dung bot hay nội dung custom link gì đó, thì muốn sửa nội dung nó phải vô từng cái bên trong nữa, nó đi liên kết nữa đó. Đó là cái nó có đường đi như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ tạo bay trước nha, bay vô bay nha. Bay đầu tiên tôi tạo bay điểm khác biệt. Điểm khác biệt là một cái bay, bay điểm khác biệt. Rồi đăng ký học miễn phí là một cái bay luôn. Trung tâm khai giảng cũng là một cái bay. Khóa học 1 học 2 là bay luôn. Rồi tin tức sự kiện là bot, hoặc là tin tức sự kiện, tại vì lúc trước đó là thêm nội dung, tức đó là những nội dung không về dạng tin tức, nên mình đã làm tin tức liên hệ một cái bay luôn. Đó, liên hệ một cái bay luôn. Rồi mình phân tích xong rồi thì mình sẽ làm ha. Đầu tiên điểm khác biệt bay, điểm khác biệt add new, add new một cái bay là điểm khác biệt. Nè, rồi ở đây nội dung đây mình sẽ thiết kế, mình sẽ bỏ điểm khác biệt là gì, mình sẽ bỏ nội dung vô cái chỗ giữa này. Rồi đây chưa có nội dung, để đây điểm khác biệt. Rồi publish, ta add new tiếp, đăng ký học miễn phí ha, đăng ký học miễn phí. Ở đây nội dung đó mình sẽ bỏ vô sau. Rồi tương tự vậy mình sẽ làm tiếp, bay tiếp như vậy. Rồi tới cái phần tin tức sự kiện, tin tức sự kiện mình sẽ làm sao. Tin tức sự kiện lúc vô đây là trong đó nó có nhiều bài chứ không phải là một cái nội dung bình thường, cho nên mình sẽ làm nhiều bài, là bài 1, bài 2, bài 3, nhiều bài đúng không. Giống như tin tức là mình sẽ sau này mình sẽ đăng nhiều bài đó, như mình đăng tin tức gì đó mình đăng vô, cho nên mình sẽ làm kiểu khác, không làm bay. Kiểu khác mình sẽ làm cái kiểu là bot. Bot là nó quản lý, nhiệm vụ nó là để là quản lý về bài viết, về bài viết dạng tin tức, cho nên sẽ là làm cho nó bằng bot quản lý nó, chứ bay quản lý nó không được. Mỗi bay là một bài tin tức, còn lại một bay vậy thì nó không có chia bay, nó không có chia ra nhiều category, chia nhiều chuyên mục. Bot thì nó chia ra được nhiều chuyên mục dễ quản lý, như bot nó sẽ chia ra là chuyên mục tin tức, rồi chuyên mục về xã hội, chuyên mục về kinh tế, chuyên mục tuyển sinh, thì mỗi cái dữ liệu sẽ bỏ vô từng cái chuyên mục dễ dàng hơn. Bay khi tạo ra nó là một bay, bay ngay cũng một bay, nó không có chi, không có gom nhóm với nhau được, cho nên mình không dùng bay được, mình cái trường hợp này phải dùng bot là như vậy. Rồi category mình tạo ra một cái category mới là tin tức chẳng hạn, tin tức đó. Rồi đến tin tức rồi học tiếng Anh cùng bé, tiếng Anh cùng bé. Rồi dữ liệu tạm thời, dữ liệu mình tạo xong rồi mình cứ quay vô thằng menu. Bây giờ menu mình sẽ tạo một cái menu của này có sẵn rồi, mình để nguyên đi, không cần xóa nó, để đây vẫn mình có cái gì mình sẽ học hỏi từ nó một số cái. Sau này mình tạo thêm một cái create một cái menu, đặt tên là như là menu 2 chẳng hạn. Rồi đây ha, menu 2. Rồi đây create xong rồi, ở đây mình sẽ chọn nó nằm ở đâu, vị trí nào. Chết vô đây nghĩa là menu 2 sẽ nằm vô vị trí menu mình để chỉ định trong header. Và sau đó mình sẽ bỏ thằng bay trước, bay nè on yêu đây view on. Đầu tiên nó bay điểm khác biệt đúng không, điểm khác biệt đăng ký học miễn phí hết qua đó. Rồi bay tiếp theo là rồi tiếp theo là gì, như vậy mình tạo tiếp nha. Tôi sẽ tạo tiếp cái phần tin tức tiếng Anh cùng bé và tin tức nha, bỏ qua rồi mình sắp xếp ở đây, giống đây. Đầu tiên là tin tức sự kiện, lít tin tức sự kiện có hay không, đây lít không được, với sự kiện là không lít được, chỉ là để có cái label thôi, không lít được đúng không, có label lít được không,
tin tức sự kiện tin tức rồi tin tức sự kiện đây mình thiếu một cái tin tức sự kiện, nếu mà tin tức sự kiện lít không được thì mình sẽ làm khác nha, còn tin tức sự kiện lít được thì mình sẽ làm khác. Đây mình thiếu cái tin tức, còn thiếu tin tức sự kiện nữa, cho nên mình sẽ làm một cái thêm một cái nữa mới được, phải thêm một cái nữa đi. Category đây mà tạo lời sale vào đây ha, sale vào đây giờ quay lại là phần category phải thêm cái, tại vì đây cái còn thiếu cái là tin tức sự kiện, tin tức sự kiện new. Rồi học tiếng Anh cùng bé mình edit lại luôn ha, edit nó học tiếng Anh cùng bé là nó phải là con của là thằng tin tức sự kiện, con là parent category ha, con nên mình sửa lại số cái. Rồi tiếp theo quay lại tin tức edit nó luôn, con của tin tức sự kiện. Rồi theo cấu trúc của cái bài mẫu thì mình phải làm theo đúng nha, đó là tin tức sự kiện rồi tới tin tức phải học tiếng Anh cùng bé theo cái mẫu như vậy, theo chia theo cái cha con. Rồi mình cứ quay vô quay lại mình sai mình mới làm lại như vậy thôi, quay vô bằng menu. Rồi bây giờ thiếu cái category này mình sẽ đưa vô là beyond, mình sẽ vô tin tức sự kiện qua nè, nó tới sự kiện nằm trên đây, rồi tới tới sự kiện loi này tin tức vô rồi học tiếng Anh cùng bé như vậy mới đúng nè. Đó, mới sale lại xong mình mới view thử đây, cái không biết tin tức sự kiện web đây mình thấy mình thiếu gì không, thiếu cái trang chủ đúng không, thiếu cái trang chủ. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái trang chủ, cái trang chủ có đặc biệt tạo khác mấy trang kia chút xíu, cũng giống như vậy nhưng mà phải thêm một chút một cái nữa là phải định nghĩa cái trang đó là trang chủ. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bay, trang chủ hoạt động cái bay hết nhiều trang chủ publish. Rồi publish xong rồi, rồi publish xong rồi bây giờ mình sẽ quay vô vào phần menu. Menu rồi mình sẽ view, kiếm cái trang chủ bỏ qua. Đó. Chủ ở đây. Sale lại. View lên. View lên. Thì mình có cái trang chủ ở đây. Nhưng cái trang chủ là cái trang khi mà vô website đầu tiên là nó là vô trước. Trang đó gọi nội dung của nó gọi lên trước rồi gọi là trang chủ. Wow. Thì mình phải set cái trang này là trang chủ, cái bay nghĩa là cái bay của thằng nãy mình mới tạo, cái bay này cái bay trang chủ set. Để set được việc đó thì mình sẽ vô setting within, rồi mình ra thiết bay phong bay mình chọn là cái trang nãy trang chủ này mình mới tạo là trang chủ nè, cái trang mình vừa định là trang chủ là trang chủ ha, sale rồi. Thì khi mình vô cái trang vô website đầu tiên thì cái trang mà mình vừa định nghĩa là trang chủ là trang đó là đầu tiên. View lên. Thì trang nào mình đã, trang này mình chưa thiết kế hết nên không có gì hết. Đó. Tương tự như vậy mình có thể set up một cái giống menu khác. Ví dụ mình set up một cái menu footer đi. Set up một cái menu khác là cái footer menu. Dưới đây nó có một cái menu footer thì mình sẽ up thêm một cái footer menu để mình xài ha. Đó. Hoặc là một cái nhóm menu nào khác. Đó, rồi kết thúc cái phần đây. Phần đây là mình nắm được nhiều thứ ha, mình sẽ nắm được là phần menu. Rồi, tạo các bay, tạo category của boss và set một cái bay thành trang chủ. Ha, kết thúc ở đây ha.